Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam, Chin và Kim Thu Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 71498599999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đậu lực sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng gia dòng com. Công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345. quan ừ. Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ cà phê sáng sang thời sự thế giới Super Tuesday ngày siêu thứ ba. Quý vị đi bầu ngày hôm nay nhé. Dù là đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị rất nhiều các bản tin cập nhật liên quan đến bầu cử ngày hôm nay ít nhất là 15 tới 16 tiểu bạc. Thế nhưng đầu tiên là thời tiết trời rất đẹp sáng, dạng ngời, kéo dài đến bao giờ Thảo Yên? Chắc kéo dài được đến

à, gió thì chưa tới năm giờ, một giờ cho nên là cũng không quá lạnh thì hồi nãy em xem đó là xem đến được khoảng đâu năm sáu giờ chiều mai thì vẫn chưa thấy mưa à, nhưng mà cái mà phần trăm mà mưa họ ghi là ngoài mai đến 90 phần trăm rồi thì chắc là khoảng từ sau buổi chiều là trời sẽ mưa mà mưa lớn à, nhưng mà rồi đến thứ năm thì trời nó khô ráo thôi quý vị chỉ còn âm u thôi đến bắt đầu cuối tuần đó, thấy nhiệt độ tăng nhẹ nhẹ về dần cuối tuần à, trung bình khoảng từ 69 cho đến 71 độ. Tesla, Apple gặp trở ngại lớn trong thời gian qua. Tesla bị giảm số lượng xe bán yếu, đặc biệt là ở Trung Quốc cũng thế nữa. Nhưng mà điều này dễ hiểu thưa quý vị bởi vì tình hình suy thoái kinh tế ở Trung Quốc hiện nay họ tập trung vào những cái chiếc xe rẻ tiền hơn của BYD, một công ty mà Warren Buffett đã từng đầu tư trước đây bởi vì ông tin là đây là cái khu vực của chung, phía Trung Quốc sẽ sản xuất các loại xe điện rẻ tiền và bán được trên thế giới. À, vào thời điểm đó đa phần người ta đầu tư vào các thị trường xe điện ở Mỹ nhiều hơn. Tesla đang bị ảnh hưởng và Apple cũng thế, giảm 24% thị phần tại Trung Quốc người dân Trung Quốc giờ đây đã đổ xô đi mua các điện thoại của Huawei thay vì Apple vẫn còn quá đắt với tình trạng suy thoái hiện nay kéo theo thị trường tech, thị trường công nghệ cao đã tăng lên rất mạnh do công nghệ bán dẫn chip điện toán Nvidia. Thế nhưng giờ đây bị xuống trở lại đau chôn xuống 239 điểm. NASDAQ xuống 276, S&P 500 xuống 43 điểm. À, thị trường công nghệ cao đã tăng lên khá mạnh và vì thế cũng giảm xuống. À, ngược lại, Target công bố lợi nhuận đã đạt được rất tốt trong thời gian qua và giúp đẩy cổ phiếu của Target cạnh tranh trực tiếp đối đầu với Walmart. À, Target hôm nay tăng gần 12% thưa quý vị. Trong khi đó, công trái phiếu 10 năm là giảm xuống chút đỉnh 4,14%, dầu lên 4 cent, à, 40 cent thì đúng hơn, 79 đồng 19 cent, hôm bây giờ là 45 cent, nhưng vẫn dưới 80 đô la. Vàng tiếp tục lên mạnh và tạo kỷ lục mới. Bây giờ hãy mỗi ngày chúng ta thấy vàng màu xanh là kỷ lục mới. Ngày hôm qua kỷ lục lên rất cao. Bây giờ là 2.134 đồng và thưa quý vị vào ngày hôm qua thì chúng tôi có gửi đến tin tức đó là ở tại một cái thành uh À, cái 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 thành phố nhỏ hẻo lánh ở của tiểu bang Pennsylvania à, Cái thành phố tên là Sparta Township à, Có một cô gái 23 tuổi đang mang thai 6 tháng nhưng mà bị giết một cách rất là dã man Thì cảnh sát ở đây cho biết là vào ngày hôm qua họ đã chính thức bắt được hung thủ Thì à, cô gái mà sống trong căn nhà này đó tên là Rebecca Byler à, cô ở nhà nuôi con, hai người chồng thì đi làm thì sau khi anh về đó phát hiện cô bị giết ở trong nhà là vào ngày 26 tháng 2. phía cảnh sát khi mà bây giờ tin tức thì họ mới nói là cô bị giết là thứ nhất cổ họng bị rạch rồi sau đó đó bị bắn vào đầu. Nhưng mà còn một cái chi tiết nữa là không hiểu sao đó cái tên hung thủ lại dùng dao hay là lưỡi lam gì đó không biết gần như là lột cái nguyên một cái phần mãn da đầu của cô gái này luôn à, nhưng mà cô có hai con nhỏ à, một đứa ba tuổi và một đứa hai tuổi đó thì y không có đụng gì đến hai đứa nhỏ hết hai đứa nhỏ vẫn an toàn thì sau khi mà điều tra đó thì vào ngày hôm qua cảnh sát đã chính thức bắt giữ sean cranston 52 mươi hai tuổi à, y vốn sống ở một cái thành phố cũng gần đây cũng thuộc địa bàn pennsylvania thôi quý vị thì bây giờ đó à, mặc dù khi bị bắt y không có khai nhưng mà chính người con gái ruột của Y đó đã khai đã báo và khai với cảnh sát thì cô con gái chính là người mà Y đã chở theo cái ngày mà Y chạy đến nhà của cô Byler và giết cô thì con gái ruột của uh, Cranston kể là cách đây một vài năm uh, có một cái gia đình cũng thuộc cộng đồng người Amish thưa quý vị cũng sống ở cái căn nhà của cô Baylor nhưng mà lúc đó gia đình cô Baylor chưa có dọn vào thì cái gia đình sống trước đó đó họ đã nhận nuôi đứa con trai nhỏ của Cranston và sau đó thì chắc họ dọn đi nhưng mà y lại không biết chuyện đó và bây giờ đó y uh, quay trở lại y muốn lấy lại đứa con trai thì có thể đây chỉ là một sự nhầm lẫn nhưng mà không hiểu lý do vì sao khi y đi vào nói chuyện như thế nào mà nó lại dẫn đến cái kết cục y giết cô Byler một cách dã man như vậy à, thì bây giờ phía cảnh sát à, cho biết là à, gia đình của y đó và vợ con vẫn đang muốn đi tìm đứa bé trai nhỏ kia à, nhưng mà phía cảnh sát thì họ không cho biết là cái gia đình trước đây đã đi đâu. Hôm nay thưa quý vị, 16 tiểu bang có bản tin thì nói rằng 15, nhưng mà trong này thì chúng tôi thấy là có 16 tiểu bang à, chiếu theo ABC News có những vấn đề mà theo đó các chuyên gia họ nói năm điểm đáng chú ý được à, cử tri theo dõi ngày hôm nay tại à, các tiểu bang trong đó bao gồm California, Colorado, Texas, Virginia, vân vân một trong những tiểu bang có rất đông người Việt cư ngụ hiện nay. Vấn đề thứ nhất là đối với các lá phiếu bầu của Đảng Cộng hòa năm nay tập trung người ta nhìn xem coi bà Nikki Haley liệu rằng có vượt lên được hay không. Thế nhưng tính cho đến giờ phút này đã mặc dầu bà chỉ thắng mỗi có Washington DC mà khổ nỗi Washington DC lại nằm không nằm trong cái việc bỏ bỏ phiếu tổng quát không có đại cử tri ở Washington DC. Thế thì bà thắng ở đây mang tính biểu tượng nhiều hơn. Ngay cả tiểu bang South Carolina, North Carolina vân vân, giờ đây thì họ vẫn bỏ phiếu cho ông Trump, xem như phần thắng chắc chắn về tay ông Trump rồi theo các chuyên gia. Câu hỏi đặt ra là như bà Nikki Haley đã vận động cử tri trong thời gian qua, bà tập trung nhằm tìm cách thuyết phục những cử tri nghi ngờ có nghĩa là không phải là maga nhưng mà bà nói rằng trong các cuộc bầu cử vừa qua đó, ông trump vẫn không chiếm được 40% cử tri của đảng cộng hòa còn lại bởi vì đây là các cuộc bầu cử mang tính đảng phái nhiều hơn không phải là tổng tuyển cử thưa quý vị cộng hòa bỏ phiếu cho cộng hòa dân chủ bỏ phiếu cho Công... dân chủ à, và xem là một cuộc bầu cử sơ bộ À, bởi vì đó là nằm trong à, các nghị trình mà trong đó kèm theo các dự luật của các tiểu bang nữa. Vì là à, cuộc bầu cử sơ bộ mang tính đảng phái. Thì bà Nikki Haley đã trình bày như thế này. Ông Trump không lấy được 40% mà không lấy được 40% cử tri đó hiện nay đó. Điều này cũng có nghĩa là họ không muốn bỏ cho ông Trump hoặc là họ chưa quyết định. Và một phần nữa họ bỏ cho bà Nikki Haley. Và đó là lý do cái khoảng cách mặc dầu bà thua nhưng mà nhiều cử tri cộng hòa lại bỏ phiếu cho bà. Vấn đề chính là đến tháng 11 này họ có quay trở lại để họ bỏ cho ông Trump hay không, đó mới là vấn đề. Chúng tôi tiếp tục với bản tin bầu cử ngay sau phần quảng cáo mời quý vị theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chinh và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 trên hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866. Happy Chuy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714-487-7889. Gọi ngay Mangotours 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 hay vào website cá nướng da giòn.com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345 Chúng tôi đang đề cập đến bản tin liên quan đến cuộc bầu cử siêu thứ ba hôm nay, 16 tiểu bang đi bầu trong đó Texas California. Ở tại California này cũng có các dự luật mang bao gồm dự luật số một và cuộc bầu cử thượng nghị sĩ thay thế cho bà Dianne Feinstein. À, thế nhưng giới uh, phân tích họ nói rằng cuộc bầu cử sơ bộ ngày hôm nay là quyết định để cho thấy bà Nikki Haley phải bỏ cuộc. Liệu rằng bà bỏ cuộc ngày hôm nay và liệu rằng bà sau khi bỏ cuộc có vận động để chống lại ông Trump bằng cách ra cái ghế độc lập hay không cái điều đó không bao giờ thành công cho bất cứ ai cả nhưng mà chưa biết được à, liệu rằng sau kết quả ngày hôm nay bà nikki sẽ làm gì và liệu rằng có họ đặt ra khi mà thua cuộc như vậy bà có quay lại không phải là để ủng hộ ông trump nhưng mà ủng hộ cho đảng cộng hòa Thế nhưng ngày hôm nay họ nói rằng mặc dù đó 40% cử tri không bỏ phiếu cho ông Trump mà có thể bỏ phiếu cho bà Nikki Haley đó, tức là bà vẫn thua ông hai ba chục điểm vân vân. Câu hỏi đặt ra là đến tháng 11 này họ quay lại để bỏ phiếu cho ông Trump hay không? Thì trong quá khứ đó, các cuộc thăm dò trước đây đều nói rằng đa phần các cử tri của đảng họ vẫn quay về để bỏ phiếu cho đảng của mình. Nhất là khi họ biết được bây giờ chỉ có mỗi ông Trump và Biden mà thôi. Câu hỏi đặt ra là những cử tri này họ có đủ ủng hộ cho ông Trump hay là mệt mỏi chán ngán rồi ở nhà tương tự như những cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton 2016. Thì đó là vấn đề thứ nhất Thứ hai nữa riêng với ông Biden thì sao thì bây giờ đó đa phần là các cử tri họ cũng sẽ bỏ phiếu cho ông, cái 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 vấn đề mà tỷ lệ phần trăm bỏ phiếu cho ông nó có thể sẽ xuất giảm bởi vì trong thời gian qua đó New York Times nè, những tổ chức thăm dò đều đưa ra các kết quả cho thấy rằng cử tri ngay cả dân chủ cũng hơi mệt mỏi với ông Biden, họ nói rằng ông quá già. Thứ hai là vấn đề kinh tế hiện nay thưa quý vị điểm đáng chú ý đó đa số cử tri đều nói rằng họ vẫn tin vào thời của ông trump là nền kinh tế tốt hơn thời biden con số thực tế thì không cho thấy như thế nhưng mà riêng ảnh hưởng về lạm phát đối với cử tri đó thì rõ ràng thời của ông trump không có lạm phát nhưng mà sau covid thì tình trạng lạm phát họ chỉ trích và đổ trách nhiệm cho ông Biden là không giữ cho cái tình trạng lạm phát giảm và khiến cho thứ nhất nhà ở lại tăng lên quá cao rồi chi tiêu cho vấn đề sinh hoạt hàng ngày quá nhiều nợ ngập đầu luôn ngày hôm nay các cuộc thăm dò cho thấy cứ một trong năm người nợ thẻ tín dụng Họ đã bị trả trễ vào tháng vừa qua. Thưa quý vị, trả trễ có nghĩa là bị phạt 25 đồng tới 29 đồng cho mỗi một người như thế. Thì đó là vấn đề ngày hôm nay. À, cử tri tại California cũng sẽ đi bỏ phiếu để chọn lựa vị thượng nghị sĩ mà người ta tin có thể là ông Adam Schiff, một vị dân biểu nằm trong ủy ban và đã từng đưa ông Trump ra luận tội trước đây có thể sẽ trở thành thượng nghị sĩ của tiểu bang. Lẽ đương nhiên đây chỉ là cuộc bầu cử run off có nghĩa là chọn lựa ra ứng viên chính thức cho cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Và quay trở về những bản tin địa phương thì ở tại seattle thưa quý vị đang diễn ra một cái sự việc mà bây giờ nó khiến cho cộng đồng ở đây đặc biệt là cộng đồng người gốc ấn độ đó họ vô cùng phẫn nộ khi mà xảy ra cái chuyện một người cảnh sát vì lái xe quá tốc độ mặc dù là đang làm việc nhưng mà đụng chết một nữ sinh mà bây giờ ông cảnh sát này ông không bị truy tố hình sự lại chỉ bị phạt cái tội là Lái xe ẩu mà thôi Thì đây là hình ảnh của à, cô Janavi Kandula 23 tuổi Chuyện xảy ra đó là vào ngày 23 tháng Giêng Năm 2023 thưa quý vị Bây giờ theo hồ sơ của phía cảnh sát cho biết Ông cảnh sát Kevin Dave à, không có hình của ông này Ông à, lúc đó khoảng 7 giờ tối Ông nhận được à, giống như là à, tổng đài đó và sở cảnh sát gọi báo là ổng cần đến một cái nơi có một cái vụ overdose rồi đánh nhau vân vân. Thì cái đoạn đường này đó cái 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 tốc độ mà cho phép chỉ có 25 dặm một giờ, nhưng mà bởi vì ổng nhận được là ổng cần phải đi cho nên là ổng bắt đầu ổng tăng tốc, ổng có mở cái đèn xe cảnh sát nhưng mà ông không mở còi lên thôi quý vị. Thì à, cô à, la đó cổ băng qua đường thì cổ băng đúng ngay cái cái cây đèn ngã à tư rồi có đèn của người đi bộ nhưng mà À, ông này ông chạy quá nhanh ông chạy 74 dặm một giờ thì đến lúc mà gần sát đó ông có đạt thắng nhưng mà cũng không có né nổi ông đụng cô và cô bị hất tung một cái quãng đường đến 135 feet thưa quý vị đến khi xe cấp cứu đến thì cô gái đã chết rồi thì bây giờ trong cái report của à, sở cảnh sát sau khi họ điều tra đó thì à, thứ nhất như lúc nãy chúng tôi thưa là ông có mở đèn của xe cảnh sát lên à, nhưng mà có thể cô gái cổ bị à, phân tâm cổ không Thấy. tại vì theo như cảnh sát ở hiện trường họ làm report thì cô gái cổ có đeo cái tai nghe cổ mở nhạc cho nên là chắc cổ bị phân tán rồi ổng không có mở còi hụ thì chỉ có với cái phần ở đó thôi chứ còn cô này cổ đi đúng luật thế nhưng sau khi mà cái report nó ra như vậy đó mặc dù ổng có đạp thắng nhưng mà cái lúc mà ổng đụng cổ đó thì người ta vẫn kiểm tra ra được là cổ bị đụng với cái impact là 63 dặm một giờ và thế là à, vì cái report đó à, vậy mà sở cảnh sát họ đưa ra cái kết luận rồi họ gửi cho phía công tố viên thì bây giờ công tố viên lại à nói là giống như cái này, ổng không có cố ý giết người, cho nên là không có à, truy tố gì ổng hết, à, bất kể với cái tội là giống như là lái xe quá tốc độ để mà ngộ sát vân vân, họ chỉ phạt ổng cái tội là lái xe bất cẩn. Đây là một cái tội vô cùng nhỏ, chỉ có bị phạt khoảng 5.000 mỹ kim mà thôi. À, cho nên là cộng đồng người gốc ấn độ ở đây bây giờ người ta phẫn nộ và họ phẫn nộ hơn nữa, đó là có thêm một cái chuyện đó là khi mà cái vụ đụng xe xảy ra như hình ảnh hiện trường quý vị thấy đó. Thì đây là ông uh, detective, ông tên là Daniel Odora. Tại vì cảnh sát đụng người dân khi mà đang làm việc thì phải gọi đến giống như những người detective như ông này. Ông phải đến đúng ngày hôm đó để ông xem xem là cái ông cảnh sát Kevin Dave có bị xỉn khi mà đang lái xe hay không. Thì cái ông cảnh sát Odora này đó, lúc mà ông đến thì uh, ổng xem xét hiện trường rồi ổng gọi về ổng báo cấp trên nhưng mà sau khi ổng gọi báo thì xui cho ổng là ổng quên tắt cái body camera thưa quý vị và bắt đầu lúc đó đó ổng đứng ổng nói chuyện phím với ông uh, kevin dave là cái người mà đụng cô gái đó thì hai ông này bị uh, quay lại cái cảnh là nói là uh, cái cô này xui quá uh, cái uh, giống như là uh, dịch ra là cái cuộc sống của cổ bây giờ nó đã hết hạn rồi thì bây giờ chắc uh, thành phố phải ký một cái chắc ra để mà giải quyết cái chuyện này. Thì cái cái cách mà hai ông kể đó là nó coi nhẹ mạng sống của người ta sau khi mà mới đụng chết người như vậy mà toàn bộ cái 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 đoạn nói chuyện của hai ông đã bị quay lại nhưng mà bây giờ bà tin tức không cho biết là ai là người đã lít cái đoạn băng này ra chính vì cái chuyện mà vừa lái xe nhanh đụng chết người mà còn xem nhẹ cái mạng sống của người ta cho nên bây giờ đó cộng đồng ở đây họ vô cùng phẫn nộ, họ nói là ông Kevin Dave không bị truy tố gì hết mà cái ông kia buông ra những cái lời kỳ thị sỉ nhục người khác như vậy cũng không bị phạt gì. Thì đến sáng ngày hôm nay sau khi mà có gần 300.000 người ở khu vực này, họ đã ký vào một cái thỉnh nguyện thư yêu cầu văn phòng công tố viên phải có một cái trừng phạt gì đó đối với cái ông Odora này thì đến sáng nay phía công văn phòng công tố viên bởi vì cái sự phẫn nộ của dư luận đó thì họ mới nói là có thể họ sẽ xem xét à, một là à, cho ông này nghỉ hai tuần không có lương hoặc nếu mà xem xét nặng hơn nữa thì có thể là ông sẽ bị sa thải khỏi cái 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 cơ quan mà ông đang làm việc. Ngày hôm nay cử tri California, nếu quý vị theo dõi phần tin tức nhớ đi bầu nhé, bởi vì trong lá phiếu của quý vị có một dự luật vô cùng quan trọng, dự luật số 1 mà trong suốt thời gian qua ông thống đốc Gavin Newsom và những người quan tâm đến tình trạng vô gia cư tại tiểu bang đang ủng hộ và kêu gọi cử tri California bỏ phiếu yes cho dự luật số 1. Chúng tôi sẽ phân tích vấn đề này và quan trọng như thế nào đối với người vô gia cư và tình trạng vô gia cư tại tiểu bang ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam. Chin và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Gọi ngay Mango Tours 866 435 9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714 989 9911 hay vào website cá nướng da giòn com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cận. Mọi chi tiết xin gọi 888 880 8345 đề cập đến dự luật số 1 tại California. Tại sao quan trọng như thế? Bởi vì trong suốt thời gian qua, người vô gia cư đang trở thành tiếp tục để đề tài nhức đầu. Ở San Diego đó, ở thành phố này và kể cả quận San Diego, họ cũng thông qua các luật riêng biệt, riêng cho mỗi quận để đối phó và dẹp hết tức là đưa tất cả những người vô gia cư trên các đường phố ở Los Angeles cũng thế ở tại Venice, thưa quý vị bãi biển trong thời gian qua họ cũng dọn dẹp hết bởi vì không không thể chờ mà California mặc dầu cũng đã có những cái luật trước đây trong đó năm 2004 mấy chục năm trước đó những người làm triệu phú ở California này sẽ đóng một cái khoản thế nhỏ để giúp cho các quận cung cấp nhà ở và các hỗ trợ cho người vô gia cư, nhưng suốt 20 năm qua không thành đạt. Và bây giờ các chuyên gia về tâm lý họ nói vấn đề chính của người vô gia cư là tâm thần. Và điều này chúng ta thấy đúng bởi vì sao? Đưa những người này vô trong nhà ở rồi đó, có nhà Thế thì họ vào, mới được có vào được một vài ngày, họ biến mất. Họ thích lê la sống trên đường phố hơn và đa phần là những người này nó rơi vào cái tình trạng thứ nhất là tâm thần. Thứ hai là nghiện ngập, thưa quý vị. Nghiện rượu, nghiện chất gây nghiện bao gồm ma túy, ma túy đá. Và đó là vấn đề chính mà trong thời gian qua ông Gavin Newsom, À, nghe các cố vấn và bởi vì cử tri California ta thán về vấn đề vô gia cư và đó là lý do ông phải hỗ trợ. Và cuối cùng thì đã được thông qua với dự luật số 1 và ngày hôm nay cử tri California sẽ quyết định và bao gồm cho phép California mượn thêm gần 7 tỷ Mỹ Kim. Trong số này đó, 7 tỷ Mỹ Kim sẽ giúp cho xây dựng 4.350 các khu nhà ở cho người vô gia cư 4.350 thực sự mà nói nó chẳng đáng là bao cả nhưng mà có còn hơn không bởi vì sao đa phần những người vô gia cư này họ tập trung ở những khu đô thị San Francisco, Sacramento nói chung là những nơi mà có chợ búa gần gũi nhà hàng vân vân thì họ tập trung bởi vì nó dễ dàng sống hơn nhất là họ sống lê la trên đường phố ngoài ra đó đặc biệt là cựu chiến binh những người cựu chiến binh bây giờ bị vô gia cư cũng rất là nhiều bởi vì đa phần là bị tâm thần à, sau khi phục vụ từ chiến tranh Afghanistan Iraq vân vân bây giờ họ về bị tâm thần và đa phần đó là nghiện ngập từ cái chuyện nghiện ngập trở thành vô gia cư luôn họ hỗ trợ thêm 6.800 giường tức là họ phải có những cái nhà kho lớn trong đó họ xếp giường để giúp cho những người vô gia cư, đặc biệt là những cái tối lạnh như thế này hoặc là trời nóng vân vân để giúp cho những người này. Và ngoài ra đó, lấy tiền để hỗ trợ trong cái vấn đề điều trị tâm thần. Cho nên dự luật này đó, cái số tiền để mà xây dựng nhà ở nó ít thôi. Nhưng mà đa phần số tiền đó sẽ giúp cho cái vấn đề điều trị, lập ra các trạm xá để giúp cho những người này cai nghiện thì hy vọng ngoài cái chuyện cai nghiện đó có thể giữ những người vô gia cư và bị tâm thần nặng đó có thể gây hại cho người khác đó ở trong các khu mà điều trị lâu dài phải có cái số tiền đó à, nhiều tỷ mỹ kim ngoài ra đó buộc các quận thưa quý vị bao gồm quận cam vân vân đó sẽ phải dành đến hai phần ba đây là vấn đề chính mà những người ủng hộ cho vấn đề mà tìm kiếm nhà ở cho người va, dụ, vô gia cư đó họ chống đối, họ nói rằng dự luật số 1 này có thể gây hại cho các số tiền mà quận đã có để tìm kiếm các khu nhà ở. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đó trong thời gian qua đó um, cái số nhà ở nhá nhà nó đắt quá đi, nhiều thành phố và các quận đó họ chẳng hạn như ở quận Cam này quá đắt đỏ để mua những cái khu mà chưa kể đó cái điều khó khăn ngay cả quý vị chúng tôi cử tri đó họ cũng chống đối những cái khu nhà nhà giàu hoặc là như nhu cái nhà khá thôi đâu có ai muốn tự nhiên ngay đầu đường mình có cả một cái tòa nhà cho người vô gia cư không ai muốn điều đó cả mà xây dựng ở các khu xa mạc xa đó Riverside, San Bernardino vân vân, Moreno Valley thì là người vô gia cư họ không ở đó là vấn đề lớn và vì vậy các nỗ lực đó không thành công bây giờ thì áp lực để các quận bắt buộc phải tìm kiếm một cái con đường mà bao gồm hỗ trợ tâm thần cho người vai do cơ mà nếu hỗ trợ tâm thần được điều này có nghĩa là có thể giữ những người vô gia cư này trong các trạm xá trong các bệnh viện ở đó cho đến khi nào các bác sĩ chứng nhận họ hồi phục lúc đó sẽ cung cấp nhà ở để họ vào ở. Mà nếu họ không ở mà họ tiếp tục bỏ ra ngoài đường nữa là có thể sẽ phải vô trong các khu tiếp tục được điều trị về vấn đề tâm thần và thưa quý vị vào tuần trước đó quý vị cũng nhớ chúng tôi gửi đến một bản tin là à, có một cặp vợ chồng lớn tuổi ở à, New York bị một cái kẻ vào chiếm trong cái căn nhà ở lì không có đi thì cái, cái giống như là cái câu chuyện đó bây giờ nó rất nhiều báo đài vẫn đang tiếp tục theo dõi tại vì bây giờ hai vợ chồng đó phải thưa cái tay đó ra tòa mà cái tay đó cũng giống như là biết luật rồi bây giờ có luật sư rồi cũng à, giống như muốn lách luật rồi y chỉ có muốn kéo dài để để mà ở trong cái căn nhà sang trọng 2 triệu này mà thôi thì mới vào cuối tuần qua ở tiểu bang Georgia lại xảy ra một cái vụ khác nữa với một số những cái tình tiết nó giống như là uh, gây bất ngờ hơn nữa thì uh, cho nên là xin gửi đến quý vị để mà chúng ta biết là ở từng cái tiểu bang họ đều có cái luật nó gọi là Swaders rights. Thì uh, đây là ông uh, paul collins thưa quý vị à, và đây là cái căn nhà của ông ở tại georgia thì ông collins ổng kể là mới cuối tuần trước đó ổng từ bệnh viện chăm vợ bị bệnh về thì bất ngờ là cái nhà của ổng có người đã vào ở trong đó chúng đổi ổ khóa luôn rồi ông không vào nhà được thì theo như lời ông kể đó là đây là cái căn nhà thứ nhì vợ chồng ông ở một cái căn nhà khác ông thừa hưởng cái căn nhà lại từ cha của mình thì ông nói là ông chỉ đi chăm vợ có khoảng ba bốn ngày mà thôi ở trong bệnh viện thì cái căn nhà thứ nhì này đó ông trước đó khoảng chừng đâu một hai tuần ông có đăng lên báo là ông cho thuê thì ông nói là những cái kẻ mà đã xông vào nhà chiếm nhà của ông đó có thể chúng đã nhắm nhờ cái mẫu quảng cáo này của ông thì uh, ông nói là một khi mà chúng vào rồi đó đổi cái ổ khóa thì đương nhiên cái việc đầu tiên chúng ta nghĩ đến là chúng ta gọi cảnh sát thế nhưng khi mà cảnh sát đến đó bởi vì đây là những cái kẻ chúng biết luật và có thể chúng đã làm những cái chuyện này trước đây rồi cho nên ông nói là cảnh sát vừa mới đến thế là chúng bước ra chúng đưa một cái tờ hợp đồng thuê nhà đương nhiên là cái này giả thưa quý vị nhưng mà chúng đã cố tình làm giả là có địa chỉ rồi có tên này nọ thì đến cái lúc này đó là cảnh sát họ không thể biết được và thật sự họ cũng không có muốn biết là họ làm sao cách nào họ đứng ngay đó mà họ kiểm tra cái hợp đồng thuê này là giả hay là thật rồi hai bên cứ cãi qua cãi lại như vậy cho nên một khi mà chúng đưa cái hợp đồng thuê nhà thì cảnh sát họ sẽ không can dự vào nữa họ nói đây là một cái chuyện và một sẽ là một cái vụ kiện dân sự cái người chủ nhà bây giờ chỉ còn cách đem thưa chúng mà thôi thì ông này bây giờ ông đã không có còn cách nào khác ông tìm kiếm đến sự giúp đỡ của báo chí thì cái đài truyền hình địa phương. Họ đứng ở ngoài, họ canh mấy tiếng đồng hồ thì họ thấy là có hai tay đàn ông thưa quý vị. Và sau khi mà họ hỏi những cái người hàng xóm xung quanh á thì cái ngày mà chúng dọn vào nhà của ông Collins, chúng chở nguyên một cái xe diêu ho đến move in vào, giống như đây là một cái kế hoạch chúng đã chuẩn bị từ trước rồi và có thể là chúng chuyên môn tìm những cái căn nhà mà đăng cho thuê là thường người ta cho thuê người ta cũng hay ghi là ồ oh, nhà để chống ready to move in này nọ đó là cái mà chúng nhắm vào thưa quý vị thì quay trở lại cái cái chuyện mà cái cái um, cái luật về square rights thì cái vụ của cái tay mà chiếm cái nhà 2 triệu ở new york đó thưa quý vị thì thật sự đó um, luật ở cái tiểu bang nhưng mà từng thành phố nó lại khác nhau cho nên những cái tay này đã thường là bọn chúng đã biết cho nên chúng luồn lách những cái ngõ ngách và chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starless có chuyến bay về Việt Nam Jin và Kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714985999 và 714657766 Happy 2Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Gọi ngay Mangotools 866-435-9746 để có vé máy bay giá ưu đại đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá cánướnggiai.com Công ty chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy. Mọi chi tiết xin gọi 888-880-8345. thưa quý vị lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến những cái vụ mà những người chủ nhà ở một số các tiểu bang bị những cái tay mà giống như là biết luật lách luật chúng vào ở lì trong nhà mà bây giờ không đi thì ở cái 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 vụ mà ở New York đó thưa quý vị thì tiểu bang New York thì họ nói là một cái căn nhà mà bị bỏ trống 10 năm trời và có một cái người giống như à uh, swader vào ở và ở suốt 10 năm rồi đó thì uh, sẽ uh, không thể đuổi người này đi được nữa. Nếu như mà họ ở rồi họ giống như là giữ cho cái căn nhà sạch sẽ rồi không có làm phiền đến ai chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ở New York City thì cái thời gian nó lại ngắn vô cùng, chỉ có 30 ngày thôi thưa quý vị. Cho nên chính vì vậy cái luật của tiểu bang nó khác mà luật của thành phố nó khác, cho nên cái tay Red Forest này, y đã biết được cái luật đó và y lợi dụng cái chuyện này, thì cái uh, cái chuyện ở Georgia cũng như vậy. phía uh, uh, tiểu bang đó thì họ cũng nói là. À, phải 30 ngày nếu như mà cái căn nhà này không có người chủ nhà ở rồi cái bị cái người kia vô chiếm thì giống như là cái tình trạng nó 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 phải có những cái uh, chi tiết gì đó nó lẫn khuất thì sẽ bị như vậy nhưng mà với cái chuyện mà của cái ông chủ nhà Paul Collins này chỉ trong vòng có cái cuối tuần thôi thì bây giờ đó qua hai cái chuyện này chúng ta mới thấy là bây giờ báo chí họ nói là nhiều khi đó um, quý vị đừng để nhà trống quá lâu mà phải đừng để cho chúng lợi dụng được cái chuyện là chúng uh, bắt đầu vịnh vào cái cái luật gọi là squatter rights mà một khi quý vị phát hiện lỡ mà chúng ta có đi về vacation đi thì nên nhờ hàng xóm mỗi ngày qua kiểm tra nhà để lỡ mà một ngày vào một cái thì gọi cảnh sát được liền thì lúc đó cảnh sát họ sẽ cho đây là một cái vụ trespassing thì cảnh sát có quyền bắt và giống như là à, lôi chúng ra khỏi nhà quý vị chứ đừng để mà một hai tuần hay cả tháng trời không kiểm tra gì hết. Đùng một cái lúc đó à, chúng dùng cái cái luật thì lúc đó cảnh sát họ không làm gì được nữa nhưng mà cũng có nhiều người họ đặt câu hỏi đó là như cái chuyện của cái ông ở Georgia là chúng chưa có ở được tới 30 ngày nữa mà bây giờ chúng dùng cái 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 cái, cái hợp đồng cho thuê nhà giả thì làm sao? Thì thật sự cái chuyện này là ông này ổng đã quá xui rồi thì đành phải chịu thôi. Thì như cái chuyện này ổng phải ra tòa rồi giống như trải qua từ một cho đến 3 tháng ổng đưa ra những cái lý lẽ rồi đương nhiên lúc mà ra tòa thì tòa sẽ xem xét, tòa sẽ biết là cái hợp đồng này là giả nhưng mà cái quá trình đó từ 1 đến 3 tháng này ông này ổng sẽ không có cho thuê được thì đương nhiên cái người chủ nhà là cái người thiệt thòi nhất nhưng mà bây giờ những cái luật lệ ở các tiểu bang nó lại như vậy thì chúng ta phải chịu cho nên uh, qua những cái tin này đó chúng ta thấy là bây giờ nếu như mà thật sự quý vị cần phải đi vacation lâu thì nhất là đừng bao giờ đăng lên mạng xã hội <laughs> báo cho người ta biết là chúng ta đi và nếu mà đi thì nếu có người thân thì tốt còn nếu không thì xin nhờ hàng xóm trông coi nhà dùm đừng để những cái chuyện như thế này xảy ra Hôm thứ Bảy vừa rồi, quân đội Hoa Kỳ ta tới nhà một ông cựu trung tá quân đội trong quân đội Hoa Kỳ đến bắt đồng ông David Slater. Không có hình của ông hôm nay tin tức vì, vì vấn đề liên quan đến chuyện tuyệt mặt hồ sơ. Mà họ chỉ nói một trong những cơ quan của quân đội Hoa Kỳ là Stratcom. À, Stratcom đặt căn cứ ở tại Nebraska chuyên đặt trọng trách về theo dõi vấn đề an ninh liên quan đến hạt nhân và những các mối đe dọa về vấn đề hạt nhân và kể cả những vấn đề an ninh khác. Strategic Command hay là STRATCOM, USS STRATCOM. À, câu chuyện nó như thế này. À, hiện nay thực sự cũng không biết cái nhân vật mà trong bản tin nói là người phụ nữ đó ở Ukraine qua một trang mạng hẹn hò thì đó có phải là nhân viên tình báo Hoa Kỳ giả dạng hay không? Bởi vì trong thời gian qua chúng ta cũng biết đó làm thế nào mà cơ quan FBI và các cơ, cơ quan an ninh của Hoa Kỳ bắt được những kẻ tìm cách bán tài liệu hoặc thậm chí bán vũ khí nữa, mà trong đó có một người là người Nhật dụ họ từ Mã Lai sang New York để thảo luận về thương vụ làm ăn mua bán vũ khí bắt ngay tại chỗ luôn. Thì trong trường hợp này, bản tin nói rằng vị cựu đại tá quân đội này, cựu trung tá quân đội này, về hưu rồi. Sau khi rời khỏi không quân, thì ông về hưu. Và trong thời gian ông làm không quân, ông giữ những hồ sơ rất là bí mật. Và vì thế, mặc dù là về hưu, nhưng mà năm nay chỉ mới 63 tuổi. Sau khi giải ngũ khỏi không quân, thì ông David Slater được Stratcom thuê để tiếp tục theo dõi và giám sát các hồ sơ mật thì không biết vì lý do nào ông về nhà chắc có lẽ là buồn quá mới lên một trang mạng gọi là hẹn hò thì trong trang mạng đó bản tin không cho biết người phụ nữ nhưng mà họ nói ông liên lạc với một người phụ nữ người nói đó nói là tôi đang ở tôi là người ở ukraine và vì thế tôi rất muốn đóng góp vào sự chiến thắng của quân đội Ukraine đối với Nga có cách nào ông giúp hay không? Thế là ông mũi lòng, thưa quý vị, mới nói rằng, ô, oh, em yên tâm đi, anh sẽ cung cấp cho em những tài liệu rất là tối mật của quân đội Hoa Kỳ về vấn đề chiến tranh Ukraine với Nga. Quý vị có thể tưởng tượng hay không? Thì cái vấn đề chính nghiệm này không biết người phụ nữ đó có thật sự là người Ukraine hay là bị cài, mật vụ cài vào. Thế là ông tiếp tục cung cấp cho quý vị mới ghê chứ. Thế là ông cung cấp rồi cái câu chuyện càng ngày càng thân mật hơn. Rồi lẽ đương nhiên mà nói rằng một ngày nào đó em mong đất nước em sớm hòa bình. Anh có thể sang thăm em hoặc là có cách nào đó thu xếp để em sang thăm anh ở Mỹ này. Thế là ông sướng quá ông lại tiếp tục cung cấp thêm tài liệu mật cho người phụ nữ này. Rồi cuối cùng thì quân đội Hoa Kỳ biết được chắc chắn họ giám sát và họ theo dõi từng bước của ông Rao, ông vào trong căn cứ quân đội Stratcom ở Nebraska và đã dùng USB hoặc là truyền tải thì cái thực sự thưa quý vị, bất cứ một cái hồ sơ nào mà rời khỏi căn cứ quân sự là họ biết ngay cái ngày nào đó ai lock in computer làm gì làm gì thì làm sao mà thoát được, nhất là cái hệ thống an ninh quá mật của Hoa Kỳ, chưa kể là vấn đề AI nữa. Thì bây giờ bắt nhưng mà họ không có nêu rõ người phụ nữ đó là ai hình ảnh của ông này như thế nào à, cũng trong thời gian này thì họ, họ cho biết hệ thống an ninh tiếp tục theo dõi bởi vì một ngày không biết bao nhiêu bọn tin tặc nga rồi trung quốc bắc hàn tìm cách xâm lấn bọn chúng có thể giả dạng người mua những cái tài liệu mật hoặc là thậm chí sử dụng mỹ nhân kế để uh, thu phục những người làm việc ở mỹ và sáng ngày hôm nay thì công ty Boflex thưa quý vị nộp hồ sơ xin phá sản. Quý vị cũng nhớ vào thập niên 90 khi mà chưa có mạng xã hội đó thì mỗi khi mà coi tivi lúc nào cũng thấy cái quảng cáo của Boflux này, công ty rất là lớn, có cũng lâu đời rồi gần 40 năm headquarter ở washington thưa quý vị thì uh, boflex cho biết uh, cái lý do là uh, ngày càng có nhiều công ty cạnh tranh họ bán giống như là những cái thiết bị tập na ná, ná như vậy giá rẻ hơn rồi với cái chuyện là bây giờ người uh, uh, khách hàng đó họ không mua nữa mà nhiều khi họ chỉ bỏ ra những cái cái, cái công ty chẳng hạn như là Choose Fitness, có lâu lâu họ có những cái promotion chỉ có 10 đồng một tháng thôi, quá rẻ nếu mà so với mua một cái bộ như thế này gần cả ngàn đồng. Cho nên công ty này sau nhiều năm đó à, cuối cùng họ đã à, họ đang ôm một cái số nợ lên đến gần 30 triệu mà cái trị giá công ty này bây giờ bán ra đó chưa đến 40 triệu nữa thôi quý vị. À, Boflex cho biết là họ nhận được một số những cái offer mua lại nhưng mà à, có lẽ 90% họ sẽ bán cho một cái công ty gọi là Johnson Health Tech, một công ty của Đài Loan à, với cái giá chỉ có 37 triệu rưỡi thôi thưa quý vị. À, thì bây giờ đó không những Boflex mà chúng ta cũng nhớ thời gian trước Peloton, cái công ty mà thời dịch đó, quảng cáo quá trời mà người ta ai cũng mua tại lúc đó không ai đi ra đường hết. Những cái máy tập chạy bộ ở nhà nhưng mà sau khi mà hết dịch có chích ngừa bắt đầu mọi thứ nó bình thường trở lại thì Peloton bây giờ cũng đang rất rất là chật vật khi mà doanh số bán ra không có đủ mà cứ mỗi 3 tháng là nghe nói bị thua lỗ nhưng mà Peloton họ vẫn chưa họ ráng vẫn đang gồng nhưng mà có vẻ như là Peloton cũng sắp sửa bị những cái công ty khác mua lại khi mà liên tục lỗ trong vòng 3 năm này. Hôm nay lần đầu tiên trong lịch sử của nước Mỹ ở tại San Diego một người đàn ông 58 tuổi tên là Michael Hart bị bắt và bị truy tố về tội buôn bán khí thải nhà kính <laughs> đó là thực sự đó là cái tội mà ông bị phải thực ra họ không nói tội mua bán cái bình khí freon để bơm vào trong các máy lạnh nhưng mà cái ông Hart này đó trong thời gian qua quý vị biết một cái bình như vậy đó là mấy trăm đồng á hiện nay họ có bán nhưng mà bán từ những cái công ty họ có giấy phép và thực sự california và nhiều tiểu bang họ ngăn cấm là chỉ có những người chuyên gia họ áp dụng thôi tuy nhiên có những cái nhà cũ á, họ phải mua những cái loại khí mà đã bị cấm rồi thì bây giờ ông này em thấy lời quá ông mua từ mễ có mấy chục đồng một bình thôi ông sang đây ông bán một vài trăm đồng một bình thế là bị bắt bây giờ bị đương đầu đương với cái tội là mua bán khí gây hại đến môi sinh mà california là một trong những tiểu bang siết chặt nhất về các quy định này. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà lưu sài gòn tv.com chiều nay trở lại lúc 5 giờ tiếp tục thảo luận về đề tài chính trị của các bản tin nổi bật. Mời quý vị cùng theo dõi vào youtube. Mong quý vị nhấn một nút like và chưa subscribe thì subscribe, quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.